Lê Hoàng, sinh năm 941, mất năm 1005, là hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê. Nhưng trước đó, Lê Hoàng là một đại tướng quân rất nổi bật trong thời kỳ đầu tự chủ của nước Việt. Sau khi hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh bị sát hại, Lê Hoàng làm nhiếp chính vương, phò tá hoàng đế Đinh Toàn, lúc đó mới 6 tuổi. Nhà Tống nhân đó mang quân xâm phạm bờ cõi Đại Cồ Diệt. Lê Hoàng là thập đạo tướng quân, được giao phó nhiệm vụ đánh giặc. Thái hậu Dương Chân Nga thậm chí đã nhường ngôi hoàng đế cho ông. Lê Hoàng thống lĩnh quân đội ra trận, chém tướng Hầu Nhân Bảo, bắt sống hai tướng khác về Hoa Lư. Quân Tống thua chạy dài, mặt bắc yên ổn, Lê Hoàng lại xuất chinh Bình Chiêm ở phía nam. Sử cũ chép, người Chiêm Thành bắt giữ sứ thần của nhà Lê, nhân đó Lê Hoàng cho đóng chiến thuyền, sắm sửa khí giới, hành quân vào nam, sang phẳng thành trì, thu bắt được vô số người và vàng bạc châu báu. Võ công của Lê Hoàng được rất nhiều sử gia thừa nhận. Không chỉ là đại tướng quân chinh nam chiến bắc lập nhiều công trạng, ông còn là một ông vua cai trị nước thông minh với những chiến lược khôn khéo, hòa hoãn với Tống, cứng rắn với Chiêm. Sử gia Lê Giang Hưu viết về ông: Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bạch, Tống Quân Biện, Phụng Huân dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ. Chưa đầy vài năm mà bờ cõi Định Yên công đánh dẹp chiến thắng, dẫu là nhà Hán nhà Đường cũng không hơn được.